Ok, hôm nay Hoàng sẽ chỉ các bạn sao mà mình reset tại cái vùng nhà bếp này. Khi mà người ta attack mình reset trở lại trong cái kitchen mà không có và cách thức như thế nào ha. Bây giờ có đây nào bên đây. Ok, đây nè, can you fix me the ball right here? Trước khi, just slow. Trước khi mình đứng trong này để mình reset. Mình phải tập từ lúc đầu lúc như thế này. Không cần phải dùng grip nó chặt nha. Ok. Now, I'm very here, you fix me the same thing. Ok. Mình đứng ra ngoài trước. Thấy không? Mình chỉ cần mình đưa qua cái này được. Cái này là mình đang tập mình reset lại trong cái good. Okay, đây nè, I'm gonna put right here and then you fix me the same thing. Okay, đứng xa chút xíu, mình phải put ra chút xíu nha. Okay, nhớ là khi mình là sai thì mình phải đẩy cái vật lên chút xíu, push nó phụ lên chút xíu. Okay, one more time on the baseline. Rồi giờ mình cũng ở phía dưới này chứ mình đang từ phía này muốn cái mà từ phía này người ta đang attack mình, bây giờ mình là phải làm sao để từ đây lên trên đó, cho nên là mình phải đi từ từ. Mình muốn reset thì sao là từ từ cái baseline mình lên, mình thấy mình drop được thì mình phải chạy lên từ từ. Ok, ví dụ như là ta đây này đang attack mình ha, đang attack. Ok, mình cứ reset. Sorry. Ok, do again đây nè. Rồi đưa nha, chạy lên liền. Rồi, lên liền ha. Ok, đưa mình again one more time. Khi mình đang ở dưới này, là mình lên trên một chiếc chân liền. Ok, không, mình không cần phải làm nhiều. Yeah, try to win it, try to win the boy, try to win the boy. Good. Yeah, just do like that, couple shot for me like that, try to win the boy. Ông phải reset nè ha. Very good đây nè. Yeah. Good shot. Ok, đó cho mình reset. Let me set it up.